bạc đạn UCF206 là chính là cái phần bạc đạn phía bên trong này sử dụng cho cái gối đỡ UCF206 hay là cái gối đỡ F206 này. Tại vì trong quá trình mà sử dụng thì các bạn thường sẽ bị hỏng ở phần bạc đạn ở phía bên trong này. Vì vậy mà các bạn để tiết kiệm chi phí thì bạn chỉ cần mua cái phần bạc đạn bên trong này và các bạn thay thế cho cái phần này. Vậy để làm sao mà biết được cái bạc đạn mình mua cái theo thông số nào để làm sao phù hợp thì chúng ta cần phải xác định ba cái yếu tố này để biết được rằng là mình mua thông số cho đúng về về chỉ việc thay trước tiên là các bạn phải biết được rằng là cái loại này sử dụng cho trục 30 thì mình phải đo luôn này xem trục 30 đúng hay không nhỉ thì đây cái này phải là trục 30 này chính là cái đường kính lỗ này là phải dùng cho trục 30 này cái tiếp theo mà chúng ta phải đo chính là cái độ chính là cái khoảng cách này tức là độ rộng của cái phần của cả cái ổ bên trong này nó là 62 mini các bạn nhá. Nó sẽ là 62 mini này. 62 mini. Cái tiếp theo nữa là độ dày của cái phần này này, độ dày này là bao nhiêu này? Độ dày của nó sẽ là 19 mini các bạn nhá. Độ dày là 19 mini này. Tiếp theo nữa là cái phần độ dày của cả cái phần mà nắp trục này, À nó sẽ là 38 mm thì ba cái thông số đấy sẽ các bạn sẽ biết là quyết định được rằng là nó sẽ mua về và có thay thế được hay không. Chính là ba cái thông số này. Và một lưu ý quan trọng nữa để làm sao mà cái bạc đạn này sử dụng được êm ái và bền thì các bạn lưu ý là phải tra cái mỡ này ở đây nó có một cái nốt tra mỡ định kỳ ở đây này khi các bạn lắp vào đây các bạn phải lưu ý phải tra mỡ định kỳ vào đây để làm sao mà đảm bảo cái tuổi thọ của cái bạc đạn này được cao hơn nha